trong bốn người nên phán xử kiểu gì? Cô gái ngồi bên cạnh Dĩ Thâm. Dạ, phải bắt bỏ tù hết. Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý là phải làm rõ quan hệ của các bên có liên quan trong vụ án. Tôi muốn hỏi các em, trong bốn người A, B, C, D có trách nhiệm ra sao? Nên phán xử kiểu gì? Ai có thể trả lời câu hỏi này? Cô gái ngồi bên cạnh Dĩ Thâm. Đúng, chính là em. Em trả lời thử đi. Nên phán xử bốn người A, B, C, D như thế nào đây? Tôi không nghe. Thấy chết mà không cứu. Anh nhỏ mọn thiệt đó. Sao vậy? Một câu hỏi đơn giản mà phải mất nhiều thời gian tới vậy sao? Dạ, phải bắt bỏ tù hết. Thưa giáo sư, cô ấy không phải là sinh viên khoa luật đâu. À, nói vậy em có hứng thú với tiết hình pháp của tôi nên tới nghe giảng sao? Thầy ơi, người ta là theo bạn trai đi học đó thầy. Thầy trả lời dạ. Vậy cô gái này là bạn của ai đây? Có thể đứng lên cho tôi biết mặt được không? Dạ của em. Bạn Hà à, chỉ một mình học tốt chưa đủ đâu, giáo dục gia đình cũng rất quan trọng. Em đường đường là bạn gái của một cử nhân luật mà lại mù tịch về luật như vậy, sau này cưới về làm sao giữ thể diện cho ông xã đây?